biết được nữa. Cho nên kiếp này cái cuộc sống mình nó được diễn kiếp hơn người ta, kiếp trước 4 tiếng mới được vào, kiếp này hủy phước lại quên sao, sống lo bò mót cho đời. Sinh ra đời không gặp Phật, khéo cũng thờ cha mẹ vô thờ Phật vậy đó con. À, cha già vô Phật Thích Ca, mẹ già vi thể Phật Bà Quan Âm á, chớ ngài xã tội vô nhân. Hôm nay Phước còn đi quay đám cúng cha tăng của thầy Ba Đắc, ông mời mình đi quay cúng cha tăng. Hôm nay là tuần phát đầu tiên chúng ta nhìn thấy thầy chào ngày 6 tháng 3 năm Nhâm Dần, tuổi thọ 85 tuổi. Nước suối đó chú, đừng lên 10 chai nước suối đi, cắt lên đây như đây. Thế nước suối chuyển lên, con còn không? Dạ dạ. Còn có cái giấy viết không? Còn lấy cái giấy viết cái tuổi đó thôi. Đây xin ghi tên tuổi đằng chút xíu và thằng chú nguyện cho. Kiếm kiếm cái viết cái tấm giấy. Viết thường cũng được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đã đến giờ cung kính chư tôn thiền đức Quang Lâm chứng minh cho đường cho ngài dự lễ kỳ siêu hôm nay. Đề nghị trong tay giáo quyến chúng ta pháp phục trang nghiêm biên tập trước hòa thượng để cùng tác lễ cung kính A Di Đà Phật. Hòa thượng hoan nghỉ cho gia đình cúng để. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Giờ đây nơi trai đường đã trang nghiêm thanh tịnh, thay lời ban tổ chức, chúng con thành kính cung kính hòa thượng Quan Lâm trai đường để chứng minh cho buổi lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hòa thượng trụ trì tỉnh sáng lập ánh,
đương đi để nhất chứng minh hai bên trái đường, chúng con xin đề đầu cung thỉnh chư tôn tiền đức quang lâm đồng an tọa. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đây đầu quán thỉnh hòa thượng Phật Chư Tôn Đại Đức hướng về với Phật tiền cũng sát Phật qua sáng nên A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tâm niệm hướng về cho được đại tử sư cũng sáng qua sáng, A Di Đà Phật, tâm niệm hướng về cho được thầy cũng sát qua sáng, A Di Đà Phật và đồng xã chúng ba sáng, A Di Đà Phật. Chúng con đây đầu cái tỉnh hòa thượng để nhất chứng minh an toàn. Mời chư tôn tiền đức hướng về hòa thượng chứng minh là tiền sát ba sáng và đầu an toàn. Mời toàn thể trong căn gian quý như chúng ta tập trung về phía trước này đại diện ở đây về chỉ không thủ được trả tiền chúng ta về chúng con xin lấy cái tội tại thân tạc xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dòng nước mắt một đời không muốn cạn, giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề quên, vì tình cha muôn thở vốn không lời, trong sâu thẳm thâm thầm như chiếc lá, buồn hay vui cha cũng tham đệ già, khóc hay cười cha đệ cả trong cung, như đại dương lòng biển cả hiểu yên, trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều hình không ngừng dục suốt một đời lẫn trần, nghĩa sinh thành vương vấn cả trăm năm. Bên đời con cha một bóng âm thầm luôn che chở bằng bóng trăng mát chiều, tấm lòng cha một đời con đau hiểu, bởi tình cha luôn lắng dịu ngọt ngào. Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào, cho mà chẳng mong chút nào đền đáp. Rồi mai nay trên đường đời muôn dặm, con mới hay sâu thẳm tấm lòng cha, luôn bao la và cũng rất mặn mà tình cha đó, muôn đời luôn bất diệt. Vượng mấy bạch trên phi tâu hòa thượng chúng minh phi tình tỏ phi định đại đức tăng phật. Sáu tháng ba năm nhâm dần, nhận lời thỉnh mời của ban tổ chức, chư tôn hiền đức đã quan tâm đến để chứng minh giờ đây nơi trái đường đã trang nghiêm thanh tịnh, thay lời cho trong tăng gia huy nguyễn xin được kính dâng lên lời tập mặt những mong trên chư tôn hiền đức chứng minh cho. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con tôi cũng có chưa đầy thân chúng con vinh sự thành thật thân tất cả. Chúng bậc chi tôn đức lời thỉnh mời của gia đình chúng con cứu ngày thân ngại liền sáu xa xôi chánh quốc quan long đến tư gia chúng con thật là điều hạnh phúc lớn lao với gia đình chúng con màu bình yên được trở về nhé. Mặt tình từ của những nhà cho trong phía gia đình chúng con cảm ơn chân nhân những lời chúc mừng lời pháp lễ hồng phúng cầu cho cha chúng con nhân bé từ trần sáu tháng ba năm nhâm dần vẫn thọ 85 tuổi cha già trăm tuổi pháp sư dành cho con cả tình thương cha ngoại nhìn lên hướng dẫn xót xa con đi cha giờ ngay đâu tình cha là như thế khi chúng con chịu
Khi chúng con bước ra và làm tròn với đạo thì chúng con đã quá ra người thiên cầu chuyển diễn xa lìa, chúng con không bao giờ trở lại. Bóng núi xuống ngàn, mong tìm nhận thấy, để xuân về qua cỏ tí màu vàng, tháng mây buồn, bao phủ cả không gian, dầm lại nắng xuân trà, ơi thế, thấp sót, và một tuần trôi qua, chúng con như cảnh cánh nhạn bơ vơ lạc lõng như dòng bờ ánh sáng vô vàn vô phất phi rồi còn một lại như vị lô bình tiền thì mãi mãi cắt lối phương duyên nhớ lại ngày nào xuân về đã đến để đồng xuất hợp phụ tử tình thắm mà giờ này cảnh cũ còn đấy nhà xưa còn đó cha đâu phất dạng bóng hình con còn ở lại dương gian xa đi cách biệt quan sát tiền đài âm dương dễ lối thân ngay mấy sầu và tránh lạnh của một tai nọ lòng giờ đây chúng con mới biết thiếu cha đầy đủ bất hạnh vô vàn cứ thiếu đi một cái gì lớn lao nhất trên đời suốt cuộc đời chúng con không bao giờ tìm lại được người cha vô vàn cả kính bến nước chiều mái lặng bốn bề bờ mây đến trời vẫn xa quê nước trôi lặng người tối mất mây trắng màu tán phủ lối về trân trọng kính cẩn trong kinh Phật dạy hiếu thuận là Phật chỉ đạo tâm hiếu là tâm Phật hạnh hiếu là hạnh Phật lời ước nguyện thiết tha của hàng Phật tử của con là sẽ làm cái gì đó của người còn ở lại cái gì đó là hậu Phật của những người có Phật phải đáp lại trong muôn một với lời Phật dạy tạm gác niềm đau chúng con nguyện nối gương những người đi trước nhưng hôm nay rồi lại nhất phát chi tùng của cha chúng con sống chúc cha duyên tịnh tài trước cùng người phương chư Phật thứ cùng nguyện trì nguyện tâm nguyện đem công đức này hầu hướng cầu siêu của quỳ thất tổ và cha chúng con đoạn thân khỏe từ trần ngày 6/3/5 dần tổ 83 tuổi vừa tư vị phước tóc phốt ta bà tạo đăng Phật quốc ngưỡng mong trên với ngài tình từ ái mạnh chứng minh hướng cả mạng thọ cho sự như pháp cúng dường này để chúng con được thượng thừa công đức nam mô công đức lâm bồ tát ma bao giấy mực viết lên vàng phong về những đường trăng tới từ nhà phía xa cả bầu trời với biển trời bao la làm tình mẹ và tình cha nâng vợ kính bạch chư tôn thần được chứng minh vừa rồi đại diện gia đình đã nói lên lời tác bạch giờ đây chúng con xin ngay đầu bái thỉnh hòa thượng nói lời chứng minh và tiến hành nghi thức trai từ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật còn xuống đi con ơi giờ quý phật tử có thể ngồi không? Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật tính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng kính thưa cùng con hiền giáo tạo hôm nay là ngày 12/3/2022 năm Nhâm Dần 2022 cũng là làm tổ chức sơ cấp cho cụ ông Phan Văn Bé hưởng thọ 85 tuổi lâm chung ngày 16/3/2022 đã một khắc trôi qua người cha của Phật tử đã vĩnh viễn ra đi không hẹn ngày trở lại do đó con hiền chán thảm chạy lòng nhớ đến cha nhớ đến ông thể hiện tấm lòng tri ân và bảo ơn đối với cha vâng theo lời Phật dạy nôn nôn theo đức hạnh hiến một kỳ lương bồ tát và sự hướng dẫn của đại đức minh đắc do đó con hiền chán thảo cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng quang lâm về gia xứ thiết lệ chay tăng để cầu siêu cho hương linh phụ thân được quảng sanh về tây phương tịnh độ vừa qua hiếu tử đại diện cho tam gia hiếu vương kính lên dâng lên lời tác bậc chí thành chí thiết
Nhà sư xin hai lời chư tôn đức tăng xin nhất tâm tùy vị chứng minh công đức của con vì cháu thảo làm được hôm nay. Nguyện cầu chư Phật mười phương độ cho Phật tử chúng hiền hôm nay đời đời phước đức lâu dài, thâm tâm thường lạc, đêm ngày bình an. Và nhà sư cùng xin nhất tâm chú nguyện cầu siêu cho hương linh phụ thân của quý Phật tử là ông Phan Văn Bé, hưởng thọ 85 tuổi, năm sinh ngày 6 tháng 3 âm lịch, năm Nhâm Dần 2022, nay là tuần sơ khách, cùng củ quyền sắc tổ nội ngoại hai bên lai đáo Phật tiền thính pháp văn kinh giác ngộ tâm linh siêu sanh tịnh độ. Phật cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, người dương được thanh thớn, lượng lộ tồn vong giai cộng thành Phật đạo. Vậy giờ này là giờ cúng dường của chư tôn đức tăng, tôi xin cung thỉnh chư tôn tượng tọa đại đức tăng chắp tay vọng tâm hòa âm chú nguyện cho Phật tử sở cầu sở ý đều được thành tựu viên mãn. Cầu xin cho lễ cúng sinh ra đời không gặp Phật, khéo cũng thờ cha mẹ vô thờ Phật vậy đó con. À, cha già vô Phật Thích Ca, mẹ già vi thể Phật Bà Quan Âm á, nhớ ngài xả tội vong nhân lên chùa lễ Phật để lên chân thành mẹ à di Phật đó con. Dạ. Rồi coi xong rồi. Rồi đứng lên đi con. Rồi rồi gia đình mình mình có hiếu thảo cha mẹ cái phước lớn đi. Người được như lai xin đi Phật kính cầu xin cho lễ cúng ai dường này phương an nhượng thượng thiên lâu phước
con cực hạnh là đắc siêu sinh. Giờ này của ba tấn cầu an tai nạn đặng muôn lần phá nguyện tu hành thành chân giác thấy phương tình độ cho hoàng sanh. Nguyện độ cả đại chúng sanh kẻ ác siêu tăng người còn tới tới hiện ngay yên lành sống mê trong sạch pháp giới chúng sanh đồng tròn hòa trí. Nguyện các tinh tế luộc phước niệm gieo hoa có tình thông quanh điều hành quân trời lại cõi tăng gia tây phương dài thó lại cửa các sĩ đường như lai lại chưa qua ba tăng mười phương ba đời lại chưa qua các ba tăng mười phương ba đời lại chưa qua các ba tăng mười phương ba đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phù Hoa Chư Tôn, Thượng Tọa Đại Đức Thanh, của chúng tôi đã hòa âm là một tội sinh chứng nguyện cho kẻ âm được si, người dương được thanh thới lượng lộ cầu gom dây cộng thành Phật Đạo. Thời gian còn lại, nhà sư xin thay lời Chư Tôn Đức Thanh có đôi dòng pháp thoại gửi đến cùng con hiền cháu thảo. Kính lại chư Phật Pháp Thanh mười phương ba đời, kính lại Đức Tổ Sư Minh Nam Quang, kính thưa chư Tôn Đức Tăng, kính thưa cùng con hiền cháu thảo. Nếu có đi hết quả đắc chỗ, người trong con mỏi mòn không ai bằng cha mẹ. Con đi khắp toàn nẻo đường, giờ con mới biết tình thương cha mẹ hiền. Đời con xuôi ngược bao niềm, nhưng tình cha mẹ là niềm yêu thương. Thưa quý Phật tử, cha mẹ là bóng mây che mát cả đời con. Cha mẹ là biết lửa hồng sưởi ấm cho con khi gió lạnh đông về. Cha mẹ là bến đỗ bình yên cho thuyền con neo đậu. Cha mẹ là nắng ấm mùa xuân cho đời con hạnh phúc. Xuân sướng nhị những người còn cha mẹ, còn cha mẹ là còn cả đất trời. Chúa xót nhị những người mất cha mẹ, mất cha mẹ là mất hết công ơn. Do đó Hòa Thượng, Ngài là một danh tăng ở Việt Nam, Ngài có làm bài thơ mất cha như sau: xuân này tôi mất cha rồi, cũng là mất cả cuộc đời còn chi. Từ nay đoạn đường con đi, hoa hàng thông lạnh gió vi vu sầu. Quanh tôi lặng lẽ cúi đầu, quanh tôi chỉ thấy một màu tan thương. Từ đây chân bước tha hương, biết tìm đâu được tình thương cha hiền. Cha ơi con dịch chết gì, con thương con khóc biết tìm cha đâu. Có tìm chăng là trong hoài vọng mà thôi, có tiền chăng là trong ký ức mà thôi. Do đó thầy tử lộ y danh phận rỡ ràng, ngày vinh quy bái tổ, trở về túc liều tranh, thì tham ơn cha mẹ đã qua đời thầy an. Mộc dục tình nhi phong bất định, tử dục dưỡng nhi thanh bất tại tạm dịch. Cây nén nặng mà gió chẳng ngừng, con nuôi cha mẹ mà cha mẹ chẳng còn. Một hôm thầy tử lộ, thầy ngồi trong cung viên,
thì cảm thấy cuộc đời mình xong nó trống rỗng quá chừng. Mà khỏi hoàng vi thì không cảm thấy cô đơn và trống trải hay ta. Phải chi cha mẹ mình còn sống để mình đổi gạo đường xa nuôi cha mẹ như thuở nào như vậy mà vui. Chứ bây giờ mâm cao khổ đầy mà cha mẹ chẳng còn thì có thứ gì. Thưa quý Phật tử, thầy tử lộ, thầy muốn tìm đại sĩ quản thở hàng viên. Thầy đổi gạo đường xa nuôi sông măng, hái rau lên, nấu canh lên, dắt lên cho phụ mẫu. Mà cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc và ấm cúng hơn. Còn bây giờ đứng trên hướng dân mà không còn cha còn mẹ. Dù chúng ta là một ông vua mà mất cha mất mẹ, thì người ta cũng gọi ông vua ấy là ông vua mồ côi. Dù chúng ta sống trong cảnh vinh hoa phú quý, ăn sơn hào hải vị, mà vắng đi cha mẹ là mất đi một phần ý nghĩa của cuộc sống. Mất cha dù lớn cũng ấu hơn, dù cao như núi cũng mong chờ, dù giàu vẫn thấy mình đau khổ, dù sống nhưng hồn cũng ngẩn ngơ. Có xa nhau mới thấy cõi lòng trống trải, có mất cha mới thấy thấm thiết kiếp mồ côi. Do đó mà thi sĩ Xuân Diệu có giờ hát câu thơ: cò một mình cò phải kiếm ăn, con còn cha mẹ con ăn rồi lại ngủ. Con cò mà nó đơn thân, một mình nó tự nó bay nhảy nó kiếm nó ăn. Còn mình còn cha còn mẹ mình đi học về, mình quăng cái cặp, cũng có cơm dọn sẵn, cũng có tiền hai buổi sáng và chiều. Kỷ niệm ở cấp 1, rồi kỷ niệm ở cấp 2, rồi kỷ niệm ở cấp 3, rồi lên đại học, lấy mảnh bằng cử nhân, ngang đó cũng chưa dừng, lấy mảnh bằng thạc sĩ, lấy mảnh bằng tiến sĩ, vì đâu anh lớn người tài ba, hãy nhớ ơn sanh thành, nhờ ai mà có ta. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng, công đức sanh thành, người hỡi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ nghĩa mới là đạo con. Núi sông đi cao rộng nhưng vẫn còn biến dưỡng, ối tình cha mẹ thấm thầm như trời biển mênh mông. Công cha ngàn năm tấm tượng mãi, nghĩa mẹ muốn kiếp nhớ thương hoài. Cho nên khi ca có nói cho tôi tìm lại con đường, ngày xưa cha đã đến trường với con, cho sẵn bờ cỏ cha ngồi, vườn thiên sắc lạ lũng đồi tiếng quê. Cha ơi bóng cha là quê, để khi mệt lạ con về não thân. Quê hương là chốn cha ta về, cha mẹ là chốn ta về não thân. Cha dành hết những đắng cay cho con vị ngọt những ngày ẩu khó. Cha dành đỉnh núi mấy mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Con đường rộng của mình là con đường gì quý Phật tử có biết không? Con đường rộng của mình là con đường tiến sĩ, con đường thạc sĩ, con đường kiến trúc sư, con đường giáo sư, con đường kỹ sư văn văn. Cho nên chúng ta có cái ghế ngồi xã hội suốt cả cuộc đời là không phải là sự ngẫu nhiên không biết Phật tử, mà do sự cầu tu của một người cha người mẹ không biết Phật tử. Cho nên thi ca có nói nhông 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 cha làm có ngựa cởi, đưa con đi khắp cả nẻo đường đời. Nhông 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 cha làm có ngựa cởi, đưa con vào đời vì hạnh phúc con ơi. Nhông 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 cha làm có ngựa cởi, để cho con lương tựa suốt đời. Cho nên quý Phật tử,
ai sống chết đời mà mất cha, buồn thiết thú với nghĩa địa hoàng hốt thú thực tử. Thành ra tôi nên không có gì bằng cơm như cá, không có gì bằng má như ba. Cho nên tình cha tình mẹ, lên núi nhớ ơn cha, xuống sông hướng tình cho mẹ. Tay đuôi sông cáo rồng, hai vai con gánh nặng, lặng gục biển nước ngồi. Cho nên quý Phật tử là trong kinh báo hiếu phụ mẫu trọng ăn Đức Phật có dạy, nếu có người ăn sâu giấc giả cộng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi tu di đến trăm ngàn kiếp ông kia chưa vừa, không có vừa đâu Phật tử. Cho nên tâm tăng chi bộ kinh Đức Phật dạy có hai hạng người không thể đền đủ và trả đủ, đó là cha và mẹ. Cho nên cái ơn đó chúng ta không bao giờ chúng ta đã đời được cách viên mãn được. Vì vậy mà người con của Phật là người Phật tử, là con của Phật đi theo con đường của giác ngộ của Phật, và chúng ta phải hằng hằng tâm niệm công lao của cha mẹ. Cho nên khi ta có nói quê hương là trường thế ngọn cho con chèo hái mỗi ngày, quê hương chỉ là con một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhờ sẽ không lớn nổi thành người. Người ta xa quê hương, người ta xa đi kỷ niệm của thời thơ ấu, người ta cột nhở huống chi cha mẹ mình. Cho mình vẫn hành hài này, hy sinh cho chúng ta từ thở cột xuân cho đến lúc bạc đầu, thì làm sao chúng ta có thể quên hơn được. Nhớ thở ngày xưa nuôi dưỡng ấy, trăm năm hồ vẫn dễ gì quên. Trong cái cuộc sống đời thường, người ta giúp đỡ mình cái gì đó mà mình còn nhớ, mình còn thương, mình còn biết tri ơn, mà uống chi cái công lao của cha mẹ đã trọn cả cuộc đời hy sinh cho mình, tình cho đi không bao giờ đổi lại. Tình cha tình mẹ là một cái thứ gì thiêng liêng cao cả nhất trong đời thường. Tình thương bất dụ lợi, kỳ yêu ngoài tình thương cha mẹ mình là tình thương có điều kiện hết. Cho nên anh Trường anh ác những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý. Những cái cuộc tình cảm ở dương gian nó không nghĩa lý gì hết, tại vì nó điều kiện thôi mà. Còn cái tình cha tình mẹ cho đi mà không bao giờ đầu lại, bao giờ đúng sự. Thành ra cho nên chúng ta phải hành khắc ghi trong tâm cảm đối với cha và mẹ, quên ơn cha mẹ một đại tội đối với Phật tử. Trong kinh La Hàm Đức Phật dạy, người nào biết tri ơn và báo ơn cha mẹ, dù cách xa ta ngàn dặm, ta xem người ấy hầu cận bên ta. Người không biết tri ơn, dù hầu cận bên ta, cặp bằng người ấy xa ta ngàn dặm. Người nào có hiếu thảo với cha mẹ, hiện đời có báo lớn sau khi chết sanh về cõi trời ứng tử. Cho nên Soạn Giả Diễn Châu có ai bỏ cha mẹ cớ hàng, ngày sau trời bạ theo đàn an sinh. Còn nhà sư dẫn hay câu, ai nuôi cha mẹ đàng hoàng, ngày sau trời thượng thiên đàng được lân. Thành ra cho nên người nào mà có hiếu thảo với cha mẹ thì cái phước báo lớn lắm thực sự. Cho nên Đức Phật của chúng ta cũng vậy. Thì sau khi ngài mẫu hậu hoàng hậu Ma Gia sanh, ngài có 7 ngày là bà đã vội nguy tiên. Theo thường tình thế gian người ta gọi là chết đúng không? Hay là tự tràn. Thì dùng danh từ nó bóng quẩy nữa là liền đợt. Đó, còn vua gọi là văn hà hay là nguy tiên. Bà sau khi bà sanh ngày có 7 ngày là bà ngài đã Đức Phật đã một con mẹ sớm đó. Từ sau khi Đức Phật giác ngộ được tướng cổ, ngài bỏ ngôi báo, bỏ xa lìa vợ đẹp con ngoan và cần lầu hồng gáp tí để đi tầm đạo, tạo cho ngài cung đàn lỗi nghiệp. Sau khi ngài 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, ngài đắc đạo, ngài mới nhớ đến công ơn của cha mẹ, ngài mới đi liền lên cổ trời Đau Lợi để tìm thánh mẫu hoàng hậu Ma Gia, thiết thời pháp cho mẹ nghe. Rồi bà nghe thời pháp xong, bà đắc quả A Na Hàm.
Rồi có là ngài hay tin phụ vương lâm trọng bệnh, ngài liền trở về hoàng cung lắm bớt cho vua cha. Rồi đồng thời ngài thiết thời pháp vô thường khổ không và vô ngã cho phụ vương nghe. Ngài nghe thời pháp khi diệu xong và chứng quả a na hàm, rồi ngài băng hà, phụ vương băng hà. Tự thân đức Phật thiên kim quang của phụ vương đến nơi trà tỳ, tức là quả tán. Cho nên chư ca có nói Phật xưa hiếu thảo kể hà sa, đến kiếp hiện nay cũng đậm đà đau lợi thiên cung về phía mẹ. Ca tỳ la vệ đến tìm cha, khôn lưng đảnh lễ đầu xương trắng, đưa mặt cho hôn một mẫu già. Đến tháng kim quang còn bật nắp, xôi hương hiếu thảo bánh người qua. Tức là trên thế gian này không có ai qua cái tấm gương hiếu thảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật. Hiếu hạnh vi Phật hạnh, hiếu tâm vi Phật tâm, dục đắc đạo đồng chư Phật, tiên tu hiếu dưỡng dị tăng. Hạnh hiếu là hạnh của Phật, tâm hiếu là tâm của Phật, cũng đắc đạo đồng của chư Phật, trước tiên là hiếu thảo cha mẹ. Cho nên Đức Phật là ngài trong tiền kiếp ngài đã từng hiếu thảo với cha mẹ. Có kiếp ngài làm chim quanh phụ kiếm thức ăn về nuôi cha mẹ bù lọ nuôi chim sơn. Rồi có kiếp ngài làm vua ngài dưỡng nuôi cha mẹ cho đến khi cha mẹ qua đời mai táng rất là chu đáo. Rồi có kiếp ngài làm thái tử tu Phật để đắp đặt nuôi cha mẹ trong cơn nguy biến. Do phương lúc ấy ngài sanh lên cổ trời, ngài làm vua cổ trời, sanh xuống dương gian ngài làm vua dân gian. Đến hôm nay làm Phật cũng nhờ công đức chiếu tạo ấy thôi mọi người. Thành ra cho nên mình trong cái bốn pháp mà hàng Phật tử chúng ta hàng lưu tâm, bốn pháp tức là bốn ruộng ước điền đó, mà điền là ruộng đó. Thứ nhất là tam bảo, là Phật pháp tăng, là chỉ cho con đường chúng ta giác ngộ hiểu được cái con đường thánh thiện, và con đường của chư tôn đức tăng của chúng tôi đi đây là cái con đường đưa đến hạnh phúc an lạc, đem đến sự bình yên với tất cả mọi người. Cho nên chúng ta cúng dường tam bảo, cúng dường Phật pháp tăng. Ngày xưa con chàng nhà nghèo này, ảnh nghèo rất một tơi, ảnh thấy Đức Phật thì bà thi đi cất thực, anh làm được hai xu tiền đấy, anh đem ra cúng dường cho Đức Phật thì bà thi. Mà do phước đức đấy ngài sanh lên cổ trời, ngài do cái phước đức đấy mà cái người con trai đó tự cúng dường cho Đức Phật Tỳ Bà Ti và chứng của bốn kiếp, sinh ra đời kiếp nào cũng trưởng thành trong gia đình cao sang quyền quý và bản tăng có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, mà thế gian tôi gọi là đẹp như Lê Không Tuấn Anh, đẹp trai lắm. Ở kiếp 91 kiếp đó, là kiếp anh trưởng thành trong gia đình đại gia giàu có, và anh nắm đôi tay buông hai đồng tiền, nắm buông hai đồng tiền, cho nên ba mẹ gặp là kim tài. Kim có nghĩa là vàng, tài tài có nghĩa là tiền. Rồi sau thời gian người con trai ấy đến tuổi trưởng thành theo thói tình, theo thói lệ thường tình, người con gái đến tuổi cập kê và giả tuổi mộng để thanh gấu theo chồng, và con trai đến tuổi thành nhân, họ dám tâm vào chung tình trường, họ đi vào sứ mộng và lập gia đình. Còn ở đây kim tài lạnh lùng với danh lợi, trầm tĩnh với tình yêu và thương ba mẹ, sinh ra đời làm người là khó, gặp Phật lại càng khó hơn. Nếu mà ba mẹ chồng phát gia đình đến cuộc đời của con rồi, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại không xuống không. Thôi ba mẹ cho con mình xuất gia, thì cho đi xuất gia là ăn chứng quả chàng kim tài ấy, chứng quả a la hớn, tức là quả vô sanh, quả vượt tam giới, không còn sanh tử luân hồi nữa. Mà cái một người mà tu đắc đạo, một người cúng được phụ quyền với một tử trực trào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ thông vậy đời, đó là tam bảo, là kính điền. Còn thứ hai là ăn điền là cha mẹ, mình phụng dưỡng cha mẹ, chăm sóc cha mẹ, lo cha mẹ chu đáo, hết lòng hiếu thuận, hết lòng cung kính, rồi là phước báo vô lượng vô biên. Rồi nghĩa điền là anh em mình mà trong cái cuộc sống đồng chung cái hướng gia, đồng chung một lối ra, đồng chung huyết thống, thì anh em mình khổ quá mình giúp đỡ. Trong khi cuộc sống của mình thì có cơ ngơi đầy đủ, anh em mình thì cuộc sống nó khốn đốn, mình giúp đỡ, đó là nghĩa điền quốc đức cũng vô lượng vô biên. Còn bi điền là gì? Bi điền là những chúng sanh sinh ra trong cõi đời này nhưng mà họ bất hạnh hơn mình, là họ nghèo,
cuộc đời họ không có túc liền để ở. Mình giúp đỡ lá lành mình lá rách đó, mình bố thí cho họ, giúp đỡ cho họ từng chén cơm mà manh áo, thì đó là cái phước đức vô lượng vô biên. Cho nên bốn cái ruộng phước điền, thứ nhất là tam bảo là tỉnh điền, thứ hai là ân điền là cha mẹ, thứ ba là nghĩa điền là nam giúp đỡ lẫn nhau, đó là phước báo vô lượng vô biên. Thứ tư là bi điền, là mình giúp đỡ bố thí cho những người cùng linh, họ kém may mắn hơn mình, họ bất hạnh hơn mình, mình giúp đỡ cho họ thì phước báo vô lượng vô biên. Cho nên mình cúng dường tam bảo phước báo vô lượng vô biên quý Phật tử. Hôm nay mà quý Phật tử được cuộc đời sống sung mãn về vật chất là do đời giúp mình đã có bố thí của Phật tử. Cho nên kiếp này cái cuộc sống mình nó được diễn phúc hơn người ta, kiếp trước bố thí mới được giàu, kiếp này hủy phước lại quên sao, sống lo bòn bót cho đầy túi chứ có đem theo được món nào. Đó là bốn cái đủ phước. Thành ra cho nên quý Phật tử như ngài Một Kiền Liên Bồ Tát đó, Phật tử, ngài là chứng sáu phép thần thông, ngài nhớ đến công lao sanh thành của cha mẹ, mà mới dùng tuệ nhãn đi tìm mẹ, thì cha mẹ nó ngồi dưới địa ngục, đầu đậu chậu máu, đứt ngồi bằng trong không muốn ăn tiều tụy hình hài. Ngài đi thánh thực đem xuống tặng địa ngục dâng lên cho mẹ để tỏ lòng mà thương nhớ. Đây bát cơm đầy nặng nước mong mẹ ơi, đây ngọc với đây lòng, đây tình còn động trong thương nhớ, ơn nghĩa sanh thành chưa trả xong thì tay trái bà che đậy, tay mặt bà bóc ăn hóa thành than lửa nước mà đậm đông. Bát cơm dân mẹ ngùng hơi lửa nước mắt tuôn theo bóng mẹ hiền. Ngài mới liền trở về như thế và Đức Thế Tôn, mẹ không ăn thân làm ngạ quỷ, con muốn ăn tiều tụy hình hài làm sao báo hiếu mẹ không có khỏi vòng ngạ quỷ. Thì Đức Phật ngài mới dạy này ông đại hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát ơi, mặc dù thần thông đệ nhất tội nặng cực kỳ sâu nặng, một mình ông không thể cứu độ được, mà ông phải nhờ mười phương tăng sao chư tăng ba tháng ăn vô quyết hạ tu tam vô lậu học giới định tuệ. Ông nên cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, nhờ sức chú nguyện lực của chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng chú quyền lực thì mẹ ông thoát khỏi vòng ngạ quỷ. Thì đại hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát y giáo phụng hành cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng, nhờ sức chú quyền lực chút quyền lực thì bà thanh đề và vương xả lòng sanh và thoát khổ địa ngục. Bà buông xả lòng tham và thoát khỏi ngạ quỷ và phát tâm tùy hỷ cúng dường. Tùy có nghĩa là theo, hỷ có nghĩa là vua theo cúng dường. Cúng là cung kính, dường là dưỡng nương cúng dường cho Đức Phật 1200 năm vương vị. Thanh đề cổ ách hết liền, ngày rằm tháng bảy thành thiên về trời. Đôi vương hiếu thảo đời đời một liên thọ ấy sáng ngời luôn nay. Cách nay 2566 năm, biết bao nhiêu hoạt đổi sao dời mà mùa thắng hội ngu lan hoàng không phôn phai cùng tế nguyệt, thì con hiền cháu thảo cũng không ngoại lệ ấy, nhớ đến ơn đức của ông, của cha, của ông, vâng theo lời Phật dạy, nó đưa theo đức đại hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát và sự hướng dẫn của đại đức Minh Đắc. Do đó con hiền cháu thảo cung tỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng quan lâm về tân gia tiết lệ chay tăng để cầu siêu cho hương linh phụ thang và người ông được vãng sanh về Tây Phương tịnh độ. Đó là việc làm hết sức là cao đẹp, muốn lên bờ giác phải lương thiền bát nhã, muốn siêu độ vong linh phụ thang phải tiết lệ chay tăng, đem phẩm thực cung dân tam bảo nhờ chư tăng tam đạo cầu nguyện, cầu cho các tổ cụ quyền siêu sanh tịnh độ phước duyên đủ đầy. Tóm lại buổi trai tăng hôm nay con hiền cháu phải có bộc lộ tấm lòng tri ân báo ơn một cách sâu sắc đúng theo pháp mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy. Cho Đức Phật dạy có ba cách hiếu: tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Tiểu hiếu là đắc lệnh hoạt nồng sớm tâm tối vi hằng tỉnh ngộ can, đó là tiểu hiếu. Còn trung hiếu là đắc lệnh hoạt nồng sớm tâm tối vi an trú cha mẹ mình trong chánh pháp,
cha mẹ mình không tam quy ngũ giới, khuyên cha mẹ mình tam quy ngũ giới. Cha mẹ mình không biết đi chùa tụng kinh niệm Phật, khuyên cha mẹ mình đi chùa tụng kinh niệm Phật. Cha mẹ mình không biết bố thí, khuyên cha mẹ mình bố thí. Cha mẹ mình tà kiến thì khuyên cha mẹ mình tu chánh kiến, đó là trung hiếu. Còn đại hiếu là xuất gia tu hành đắc đạo như một kỳ liên Bồ Tát, đó là đại hiếu. Nếu mình mà tu đắc đạo màu tổ tiên cha mẹ cũng chầu Như Lai, dù ta đi chọn kiếp người cũng không đi hết những lời cha mẹ ru. À ơi tháng bảy vào thu, nhớ ơn cha mẹ quỳ tu đã đời vô phận. Nhà sư xin dừng lại ngang đây và nguyện đem công đức pháp thí này để hồi hướng phúc báo này về cho phụ thân phụ quý Phật tử là ông Phan Văn Bé, hưởng thọ 85 tuổi, lâm chung ngày 6 tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Nay là từng pháp tướng nhất cùng phủ quyền khắp tổ nội ngoại hai bên đồng vãng sanh về Tây Phương Tịnh Độ. Và nhà sư cũng xin chứng minh công đức phụ quý Phật tử cúng dường bao nhiêu gạo? 500 ký gạo để hồi hướng về cho cha và phụ quyền khách tổ. Cầu nguyện cho quý Phật tử con hiền cháu Thảo được dồi dào sức khỏe, luôn luôn thân tâm thường an lạc, an lành trong ánh hào quang của chư Phật, phước báo vô lượng vô biên, gia đình được tấn tài tấn lộc tấn bình an, an khương thịnh vượng, vạn sự cát tường như ý. Cầu nguyện cho kẻ âm được siêu, người dương được thanh thới, lượng lộ cầu vong, giang cộng thành Phật đạo. Trong tương hội có sản phẩm lý thuyết bởi thời gian tạo án và đồng thân. Số nhân sinh biết sống của con người gặp để trả cho an khi bất kháng. Hãy vui đi cho những lần gặp lại, gặp lại sau cho những cuộc chia ly. Chỉ có đứng lên để tiếp tục con đường giải thoát là niềm hạnh phúc mới. Vừa rồi là lời đạo từ thầy chân thành của hòa thượng chỉ dạy cho anh Phật tử để cho buổi lễ hôm nay được trọn vẹn phần công đức. Xin mời đại diện gia đình chúng ta kính dâng lên lời cảm tạ. Trên như công đức đã nhận trọng vẹn chúng dường và còn chỉ dạy cho chúng con hiểu rõ hơn về lời Phật dạy. Chúng con xin đó hành trang rất được tu học, chúng con quy giáo được hành cúng dường của tam bái. Nhân tâm lành đại nguyện tỏ đạo càng chư phương tăng tâm bái. Rồi chúng ta cây đầu với thỉnh hòa thượng xuống nghi thức cây đường của Thanh Di Đà Phật. Bất cường tinh nhi chủ vi bảo công đức hạnh này với tự xếp lòng thọ miệng thức tình tham quay họ đuổi thân hành đạo khu khi thành dùng còn cung chân pháp cho thành thị tổ quyền dựng ngã chiều khó sầm không quyền thành làm tất cả quyền sinh đồ tăng chúng sinh chung thân cùng nhau hòa hiệp ở chung miền không chân đua cãi lấy nhau trái nghịch thì giới luật đồng cùng nhau tu kiên thức riêng chỉ giải cho nhau tứ sự chia đồng với nhau một vật. Ừ.
Mau xong.